Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một cuộc gặp tại phòng bầu dục, một bữa trưa tại Tòa Bạch Ốc và một chuyến chơi golf tại Florida giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật nhằm mục đích khẳng định mối quan hệ đồng minh vai kề vai 100% giữa hai nước, một giới chức cao cấp của chính phủ cho biết hôm 10 tháng 2. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được tháp tùng bởi một đoàn đại biểu mà các quan chức Nhật nói là chưa từng có tiền lệ về quy mô. Một trận bão tuyết dữ dội mang theo tuyết và gió mạnh tiếp tục hoành hành tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ hôm 9 tháng 2, khiến giao thông đình trệ. Những khu vực từ Philadelphia cho tới Boston và tiểu bang Maine bị bao phủ dưới lớp tuyết dày và ướt, chỉ một ngày sau khi tận hưởng thời tiết ấm áp lên tới 20 độ C. Hàng ngàn người tham gia cuộc đối thoại với dân biểu Cộng hòa bang Utah Jason Saffes. Họ đến để ủng hộ chính sách về đất công, thỉnh thoảng họ cũng hò reo hoặc phản đối vị dân biểu. Ông Saffes đã rời cuộc họp sớm hơn dự kiến 40 phút. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.